Bloomberg ngày 28 tháng 3 dẫn lời một quan chức biết rõ những cuộc thảo luận giữa các đồng minh cho hay việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng đưa bộ binh phương Tây đến Ukraine đã khiến một số quan chức Mỹ nổi giận vì họ cho rằng động thái như thế có thể gây nguy cơ xung đột với Nga. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson đã nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden nói rõ rằng Mỹ sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Tổng thống Macron hôm 26 tháng 2 lần đầu đề cập khả năng bộ binh phương Tây sẽ được triển khai đến Ukraine và ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Đức và nhiều nước châu Âu khác. Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck ngày 27 tháng 2 tuyên bố binh sĩ Đức sẽ không tới Ukraine, theo Reuters. Tương tự, trong một cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 3, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay ông phản đối việc gửi quân phương Tây đến Ukraine ngay cả khi làm nhiệm vụ huấn luyện. Dù vậy, đến ngày 15 tháng 3, ông Macron vẫn nói rằng việc phương Tây đưa bộ binh đến Ukraine có thể diễn ra vào một lúc nào đó trong tương lai. Lúc đầu, Latvia đã khen ngợi ý tưởng trên của ông Macron. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết, nói về việc gửi quân, tôi nghĩ chúng tôi ở NATO chưa sẵn sàng làm điều này. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây cũng cảnh báo những luận điệu về khả năng đưa quân NATO sang Ukraine khiến nguy cơ Thế chiến thứ ba đến gần hơn. Ông Szijjarto nhấn mạnh, Hungary sẽ kêu gọi tất cả các đối tác và đồng minh kiềm chế mọi tuyên bố và hành động có thể khiến nguy cơ Thế chiến thứ ba hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29 tháng 2 cảnh báo các nước phương Tây rằng thực sự có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu họ gửi quân đến Ukraine. Sau đó, ông Putin nói rằng Moscow sẽ xem binh sĩ phương Tây là kẻ xâm lược nếu họ triển khai tới Ukraine và sẽ đáp trả tương ứng, theo đài RT. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba phản ứng về phát ngôn của Tổng thống Macron rằng chúng tôi vui mừng khi thấy Tổng thống Macron phát triển theo hướng đó. Trong cuộc phỏng vấn với Politico ngày 25 tháng 3, ông Kuleba nhấn mạnh Kiev chưa bao giờ yêu cầu quân tác chiến châu Âu tiến vào trên bộ, nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cần làm quen với ý tưởng rằng ngày đó có thể đến. Tổng thống Putin ngày 27 tháng 3 nói rằng các cuộc thảo luận về nguy cơ Nga tấn công các nước NATO ở Đông Âu nếu Ukraine bị đánh bại là vô nghĩa, theo RT. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA hôm 28 tháng 3 dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho rằng hoạt động của NATO ở Đông Âu và Biển Đen là nhằm chuẩn bị cho các đồng minh của họ về một cuộc xung đột với Moscow. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,